没法解释的恩情，曾以致必须这样，共你仿佛都依旧相识那样，曾见过的肩膊上，曾吻过的颈背上。Sao lâu quá chỉ có hành động gì vậy? Chờ thêm hồi đi. Ê, nhanh đi chứ. Bộ của mình anh xài cái lò này à? Lẹ lên đi nha. Bộ của anh hay sao? Của chung tất cả đó mà. Lò mới là của riêng anh gì? Bộ của anh hay sao? Ê, Minh Sà, đừng cản đường mà. Biết rồi anh hai à. Ui, thiệt tình, cái TV điện mình anh coi hay sao? Nói cái gì? Ê, cái gì? Lộn xộn. Các người làm gì vậy? Gây gỗ ông sao mà. Cái gì gây gỗ? Đừng cãi lộn mà. Tối ngày, em không. Nè. Anh mua cái gì đây hả? Mua gì? Ra sao tôi? Nước dùng là dành gì? Bộ cổ điên anh sao? Ê, ở tập thể mà. Làm gì vậy? Hả? Người gì đi. Anh làm gì là cổ điên anh à? Anh đưa đi về nhà đi. Ê, có này có pháp luật à? Hả? Có người à? Đừng có đánh chết bây giờ đó. Gì đó đánh anh? Rồi sao? Đánh anh đi. Lấy cái sổ đổ luôn nè. Đánh anh. Đi. Chết đi. Chết rồi bây giờ. Chết rồi. Đừng có đánh nữa. Đừng có đánh nữa. Được rồi. Cho mày. Cho mày biết nè. Trời biết rồi. Đừng có đánh nữa. Trời biết cho mày. Đừng giỡn. Đừng giỡn. Đừng có đánh nữa. Đừng đánh đi. Mà chết nha. Ừ anh đừng đánh. Đừng có đánh nữa. Quay anh. Cô nữa. Sao đi. Cô nữa. Quay chứ một câu nữa. Cháy nhà thôi. Cháy nhà. Cháy nhà. Đây. Cháy nhà thôi. Cô nữa. Má đi. Má lên đi. Lấy con bóng lên. Lên. Đâu nước đâu. Lấy nước nữa. Lên lên. Ừ, cháy nhà rồi. Chứ một tay đi. Lên. Anh em nhanh tay lên đi. Lên. Trời ơi, làm gì chậm chậm bây giờ cháy hết nhà dũng rồi. Lên, chạy ra đi. Lên. Giờ lại lên. Đứng này làm gì đó, đi đi chứ. Thiệt tình. Đi rồi. Lên. Nè. Gì đó. Lại qua phía bên này này. Lại qua phía bên này. Làm trái nhà. Lên đi. Không có nhà ở nữa. Nè. Hết vậy rồi. Hay quá. Chuyện gì đây? Mới đây đã hết pin rồi. Bây giờ coi chừng nha, tôi đi mua pin. Đi
vậy? Làm gì khổ quá. Dừng tay. Đừng chạy nha, chạy nha. Tao sống chết với mày. Đuổi đây. Đừng chạy. Tao sống chết với mày. Đừng không bắt mớ tao. Đừng không bắt mớ tao đâu. Đừng không bắt mớ tao mà. Thằng điên này thiệt là báo hại người ta. Phi à, không sao chứ hả? Sao đây? Chịu nói chưa? Anh mà không chịu hợp tác tôi sẽ cho người khác làm đó. Đứng dậy, còn bị ra sao? Đi ra. Chào chứ. Đi. Làm ơn đi. Sếp Mai à, đừng có gạt tôi nha. Kiếm này tôi ghi ân sếp đó. Được rồi. Anh đã bắt đi rồi mà. Thôi, tới đúng lúc đó. Bắt gì đi. Bắt anh gì đi. Gánh hát Đồng Lạc bị cháy. Sếp nhớ nha. Sếp à, sau khi mà kiểm tra tôi sẽ nạp bản báo cáo cho sếp nha. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì, bye bye. Thiệt là bị cái thằng điên này chơi chết luôn. Đáng lẽ mình đang theo một vụ án mà bây giờ làm hư chuyện hết rồi. Nè, gánh hát Đồng Lạc bị cháy là chuyện hồi nào vậy? Cái chuyện này đã dứt lâu lắm rồi. Nè, bọn tin lời cái thằng điên đó hay sao hả? À, xin lỗi nha. Không sao. Sếp. À. À, sếp Phi à, chúng tôi sắp dọn qua văn phòng mới rồi, cho nên bê bối ghê lắm, đừng có ngại nha. Đừng khách sáo mà. À, hồ sơ 567. Hấy, có đây. Nè. Ủa, sao mà nhiều dữ vậy? Còn nè. Ủa, còn hả? Nhiều quá vậy. Thì ráng thử coi. Gánh hát Đồng Lạc bị cháy. Đào kép hát bị chết hết. Nổ máy chưa? Sắp nổ rồi. Nè, có thấy anh Phi ở đâu không? Nhà ăn đó. Mờ. Chị ơi, xem chung này là chết rồi. Nè Phi à. Ê, đã biết là tôi tới rồi sao không dẹp đi. Có biết là giờ rồi tôi bắt được một tên tội tình nghi hay không hả? Vì sao? Chuyện gì đây? Có gì mà ngồi sững vậy? Có nhận được người này không? Ừ. Thằng này là cái thằng khờ tối hôm qua mà. Hắn làm tạp dịch để gánh hát Đồng Lạc. Người này là em gái của hắn. Em gái của hắn với một tên cáp hát bị chết trong trận lửa của gánh hát. Cái vụ án này tôi cũng có ấn tượng mà. Lúc đó tôi từ học đường ra, cũng có để ý tới sách báo. Nếu mà tôi nhớ không có lầm thì cái vụ án này có điểm nghi ngờ. Chỗ này cũng nói vậy. Nhưng mà tại sao thằng khờ đó có nói là em gái của hắn bị chết quan nhờ tôi đi rửa sạch tội quan? Đại ca, anh nên nhớ là thằng điên mà. Điên thì dĩ nhiên phải điên chứ.
Anh cũng điên luôn hay sao hả? Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Chơi tiếp. Tôi không biết làm sao nói với chú. Tóm lại tôi thấy chuyện mà thằng Khờ nói hình như là thật đó. Thật cũng được, giả cũng được. Vợ tôi đã về quê thật rồi. Nè, tối nay kiếm tiếng một gì cho tôi đi. Bây giờ đã ăn no rồi, đi đâu nhậu đây? Qua nhà tôi nha. Cũng được. Nè, có vô coi không? Đi đi, sao tò mò quá vậy? Tôi thích coi mà. Mối hả? Làm gì mà đứng sững vậy? Tôi hỏi anh đó, có phải là có mối không? Tôi không. Rồi, không có thì đi đi. Đi đi. Nếu như bạn thiệt tuổi con ngựa thì chúc mừng bạn. Tại vì năm nay bạn sẽ có được số hình, có số đào hoa, sẽ quen biết được một bạn khác phái dễ dàng, và không chừng năm nay sẽ đám cưới luôn. Có mơ ông tôi chưa? Đã nói chúng tôi về các loại tuổi. Sau đây mời các bạn đón coi chương trình kế tiếp của chúng tôi. À, nói hết rồi à? Chán quá mà đâu có chương trình gì đâu. Cũng là cải lương thôi. Chơi tiếp. Nè, Phi à, anh tôi có ngựa mà, năm nay có số đào hoa đó. Bọn thuật sĩ giang hồ nói láo kiếm cồn thôi. Nói vậy là sai rồi. Cái ông Tô Giang này coi hay ghê lắm. Muốn kiếm ổng coi bói phải chờ một năm. Đâu phải là giỡn đâu. Tòa lập pháp cũng phải nhờ ổng đi coi phong thủy đó. Tôi không có tin vụ này đâu. Người ta mê tín thôi. Nói như vậy là sai rồi. Cái chuyện số mạng là có thiệt đó mà. Lúc xưa ông thầy bói nói là tôi nhất định đám cưới trước 30 tuổi. Tôi cố tình phá chiêu bài của hắn, không có đi quen con gái. Không ngờ chỉ vài 3 tháng thôi đã quen biết được bà vợ bây giờ và đám cưới. Cả hai đứa con trai và một đứa con gái cũng bị hắn phê đúng nữa. Tại anh không đủ định lực mà. Bộ tại tôi muốn hay sao? Tôi cũng vì bất đắc chỉ mà thôi. Tôi cũng không muốn đâu. Tại vì vợ của tôi mang bầu trước khi đám cưới mà. Hành vi loài thú mà cũng làm ra được hả? Chê, tôi là đàn ông mà, làm thì phải gánh trách nhiệm chứ. Thử hỏi các chị tình duyên có phải trời định hay không? Nói thiệt nha, tôi không tin vụ này đâu. Số mạng nắm trong tay của mình mà hả? Được. Nếu như mà anh không có tin mấy thứ này đó thì anh hãy nói thiệt ra đi. Anh cũng đâu phải là nhỏ tuổi nữa mà bây giờ vẫn chưa có bạn gái. Nếu không phải là bạn già với anh, còn tưởng anh thích trai đó. Đẹp à, cái chuyện này thì phải coi hợp mắt hay không đây. Nếu như mà không hợp thì đừng làm mất thì giờ mà. Nói ra nghe coi, thích là con gái nào? Là loại con gái khi nhìn thấy lần đầu tiên là đã có một cảm giác rất đặc biệt. Chà, thiệt là khó khăn quá. Anh nói là đi quen biết một nữ minh tinh còn có hy vọng. Muốn quen biết một người có cảm giác, tôi nghĩ là chắc suốt đời kiếm không ra đâu. Nhưng mà vừa rồi tôi đã bắt gặp. Hèn gì vừa rồi, anh giống như là phát điên lên vậy rượt ra ngoài đường. Nè, thiệt là đẹp như vậy sao? Anh không có hiểu đâu. Cái cảm giác này, chỉ tiếc là cổ đã bỏ đi. Lần sau bắt gặp, nhất định tôi không bỏ lỡ dịp mai này đâu. Thank you.
Thôi các chị nghỉ chút nha. Nè Amy, hôm nay là có người tặng bông cho chị nữa đó. Dù duyên, tặng cho chị nè. Cảm ơn nha. Nè 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 nè, tại sao mỗi lần có người tặng bông cho chị cũng không có lấy? Không lẽ chị không thích đàn ông hay sao? Ai Mỹ, tôi thì là không hiểu. Tại sao hãy có người tặng bông cho chị đều không lấy, bộ muốn sống độc thân luôn sao? Đời người ngoài việc cặp kè còn có nhiều việc có thể làm mà. Đừng có lãng phí thời giờ. Nhưng mà có nhiều việc cũng không thể làm được. Thí dụ coi. Thí dụ như hôm nay chị không thể lái xe, phải để tôi lái xe đưa chị về. Chị Tá à, tôi nói thiệt đó. Mấy tháng này tôi sẽ có sao hung tinh vô mệnh cung của tôi. Hãy lái xe là gặp nguy hiểm đó. Lại là mấy chuyện thứ gì hả? Nè chị đừng có tin mấy cái chuyện đó được không? Chuyện này không thể không tin đâu. Còn nhớ người khách lần trước hay không? Tôi đã biểu đừng có chọn ngày 17 diễn thử hắn không nghe. Rốt cuộc bị cúp điện phải đổi ngày. Và đã xảy ra tai nạn có người bị thương. Vậy cũng phải. Những chuyện mà chị nói thường hay linh nghiệm lắm. Không lẽ chị được chân truyền của ba chị sao? Dĩ nhiên rồi. Cho nên tôi khuyên chị hãy lái xe đưa tôi về. Chị có tin hay không? Lời nói của cư sĩ Ái Mỹ còn linh hơn cả Quỳnh Đại Tiên. Sao mà chúng tôi không nghe? Đúng rồi. Ôi à. Chị bị gì vậy? Bị gì vậy? Bị đau dạ dày. Đã nói với chị rồi, bị bệnh đau bao tử thì đừng có ăn nhiều ớt quá. Phải. Tôi thích ăn cay mà. Nếu vẫn bị đau hay là mình đón taxi về nha. Thôi khỏi, uống thuốc xong nghỉ một hồi tắm rửa là hết. Sao rồi, thấy khỏe chút chưa? Đỡ nhiều, bớt đau rồi. Nếu như chị không được khỏe hay là đón taxi nha. Được rồi, không sao đâu. Cảm ơn chị nhiều. Không có chi. Lại bị đau hả? Ồ, thuốc không công hiệu sao? Tôi thiệt chống hết nổi rồi, hay đưa tôi tới nhà thương nha. Hôm nay tôi không thể lái xe đâu. Không sao đâu, chị qua lái đi, đưa tôi đi nhà thương đi, tôi đau quá rồi nè. Tôi đừng nha, hay là đón taxi đi tới nhà thương. Khu này là khu cấm, khó đón taxi lắm. Chị thiệt đau lắm hả? Tôi thiệt thấy đau quá, chị giúp đỡ giùm. Qua lấy xe giùm tôi đi, đưa tôi tới nhà thương giùm nha. Đàn bà, cẩn thận nha em Mỹ. Tôi đã nói hôm nay không thể lái xe mà. Cô Hai à, cô lái xe. Xin lỗi nha. Vừa rồi chỉ không được khỏe, tôi lo nhìn chỉ quên coi xe của anh. Anh à, anh à, anh có nghe tôi nói không? Ê, không sao, sơ ý mà thôi. Nè anh bạn à, cô bạn của tôi bị đau dạ dày dữ lắm. Làm ơn đưa cô vô nhà thương nha. Cô có xe mà. Thật ra hôm nay tôi không thể lái xe đâu. Chỉ là vừa rồi thấy tình thế cấp bách cho nên mới làm vậy thôi. Ok. Vậy làm phiền đậu xe giùm tôi. Đau quá. Bây giờ đi nhà thương nè. Anh bạn à, cảm ơn anh nha. Đừng có sáo mà. Đau quá, làm ơn lái nhanh lên đi. Như vậy hai cô ngồi vững nha. Đừng có lái nhanh quá, phải giữ an toàn đó. Tin kỹ thuật của tôi đi. Tôi lái xe không có tệ đâu. Vậy làm ơn lái nhanh chút đi. Được mà. Không có gì đâu, uống thuốc xong mà cô ngủ một giấc sẽ hết. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Anh này vừa rồi thì cảm ơn anh. Không có gì. Tôi tên là Phi. Hay cô tên gì vậy? Tôi tên là Ái Mỹ, cô tên là Lệ Tá. Thật ra anh cũng tốt bụng lắm chứ. Cũng thường thôi. Có một người đẹp tới cần giúp đỡ. Tôi nghĩ 100 người đàn ông cũng có 99 người chịu giúp mà. Vậy người còn lại? Chắc là bị đuôi. Anh thì khéo dỗ ngộ con gái. Không phải đâu. Tôi nghĩ là lương tâm của tôi bắt tôi nói thiệt thôi. Tôi nghĩ là tôi phải đi. Nếu không thì bạn của tôi sẽ trở mặt đó. Tại sao? Tôi hẹn với anh 5 giờ mấy. Bây giờ đã 7 giờ rồi. Xin lỗi nhờ báo hại anh đi trễ.
Không có sao đâu, tôi tự nguyện mà. Nè, không biết chừng nào mình có thể gặp mặt lại hả? Hay là đợi tôi xuất diện xong để nuống trà nha. Vậy thứ hai tuần sau đi. Tôi không được rảnh. Ba bốn năm sau chắc có một ngày được chứ. Xin lỗi nha, tuần sau chúng tôi phải diễn xuất, thiệt bận rộn lắm. Như vậy thì hai tuần nữa nha. Tại sao không hẹn tuần này? Không, tôi nghĩ là hẹn những người đẹp phải hẹn trước mà. Vậy ngày mốt nha. Nè, đây là thiệp của chúng tôi, có chuyện gì gọi cho chúng tôi. Vậy được, ngày mốt điện thoại cho hai cô nha. Bye bye. Bye bye, bye, bye. Tại sao chị chịu hứa đi uống trà với người ta chứ? Sợ gì, uống trà thôi. Hơn nữa con người của anh cũng dễ thương lắm. Coi như cho anh cơ hội đi. Chị biết mà, tôi không thích ra phố bừa bãi với con trai đâu. Chị Mỹ à, chị là con gái thời nay mà. Cho con trai của chị là chuyện thường thôi. Không lẽ chị muốn ở độc thân hết kiếp sao? Mời ông chủ dùng trà. Ba à, sao khuya vậy còn chưa ngủ? Lại lo coi tử gì cho khách hả? Ai Mỹ à, vừa rồi ba coi vị trí của Tinh Tú đã lập mệnh bàn cho con. Sao hả? Con bước vào tháng này sẽ có Thiên Quyền và Thất Sát hai ngôi sao nhập cung, dễ gây tới việc đào hoa, phải xử lý cẩn thận. Nếu không thì phải bị kiếp đào hoa. Thì nghiêm trọng như sao? Bà đã nói với con rồi, mạng con có quy cương đào hoa phạm sát, không có tình duyên tốt đâu. Người đàn ông nào ở chung với con cũng không có kết quả tốt. Ai Mỹ à, dạo này có phải có con trai đang cua con không? Không đâu ba, lâu nay con nghe lời ba lắm, cho nên bọn con trai quen biết con không dám tới cua con đâu. Nhưng mà bệnh bàn vừa rồi chứng tỏ con dễ dụ số đào hoa. Mấy hôm nay không có con trai tới cua con sao? Làm gì có chứ ba. Vậy thì đỡ. Nếu như có thì phải cương quyết một chút, đừng cho người ta có cơ hội. Được rồi ba à, đừng có dài dòng quá mà. Con đừng trách ba, ba chỉ bận tâm cho con thôi. Anh này, khuya rồi còn đánh thức con, ba xin lỗi nha. Để ba pha một ly nước mật ong cho con uống. Dạ được, ba đi pha nước mật ong đi, con nấu mì cho ba ăn. Cũng tốt, sẵn đã lâu lắm mình không có trò chuyện với nhau. Con đi nấu mì, bà pha nước mật ong. Dạ. Tôi không có gạt anh đâu, anh tin tôi đi. Tại sao? Thật ra ái Mỹ không có thích đàn ông. Uầy, anh đừng có hiểu lầm ý tôi nha. Tôi với chị Mỹ không phải là đồng tình luyến ái, chỉ là có đàn ông tới cua chỉ thì chỉ từ chối thôi. Không có sao đâu, tôi là người có tánh nhẫn nại mà. Tôi sẽ không có ngại. Tôi không nói chơi với anh đâu. Tôi quen chị bấy lâu nay, thấy có nhiều con trai thích cua chỉ. Có bác sĩ nè, có luật sư, có những công tử nhà giàu. Tóm lại người gì cũng có hết, nhưng mà đều bị từ chối. Tôi nghĩ là anh bỏ cuộc đi. Nói thiệt nha, em Mỹ là người tình trong mộng của tôi. Tôi nhất định không có bỏ cuộc đâu. Người đàn ông lần trước tới kiếm hôm nay lại tới nữa. Chị nói hôm nay tôi không có đây là được rồi. Tôi có nói nhưng mà ông nói hôm nay em không có gặp chị nhất định không đi. Chào. Tôi đã nói cổ đây mà. Chắc gì rồi cô đi vắng nên không có biết thôi. Ông à, bây giờ chúng tôi đang tập vợt, ông ra ngoài đi. Được, vậy tôi ra ngoài chờ cô nha. Ông không cần chờ, tôi bận lắm. Không sao mà, hôm nay tôi có rảnh, chờ bao lâu cũng không sao. Được, vậy ông cứ tự nhiên. Tôi ra ngoài chờ cô nha. À phải rồi, tôi có thể nghe luôn điện thoại cho cô.
bây giờ làm sao đây? Tôi không tin anh chịu khó như vậy. Một hai tiếng đồng hồ sau ông sẽ đi thôi. Bye bye. Lát nữa đi mua đi không đại hạ giá đó. Đi đi. Bye bye. Thôi mình đi nhanh lên. Dạ thưa ông. Dạ thưa ông. Tất cả người khác đều đi hết rồi. Hay là bữa khóc trở lại đi nha. Tôi thấy cũng lạ lắm. Tại sao các cô lại nghỉ sớm như vậy? Đâu có sớm. Đã 5 giờ mấy rồi. 5 giờ mấy hả? Đồng hồ của tôi mới 3 giờ mấy thôi. Đồng hồ hết chạy rồi. Thưa ông, ông không cần phải chờ chị Mỹ đâu. Chị nói là tối nay chị sẽ về tối lắm. Ông vẫn chưa ăn trưa mà. Hay là ông đi về đi. Không có sao đâu. Sẵn tôi không có đói bụng mà. Cô làm ơn cho tôi mượn điện thoại nha. Ờ, bên kia kìa. Cảm ơn. Xin lỗi nha. Điện thoại đây mà tự nhiên. Alo, Phi đây. Hai. Chuyện lớn gì hả? Được, tôi về ngay. À, xin lỗi, tôi bận việc phải đi ngay. Làm phiền có chuyển lời cô Mỹ là ngày mai tôi sẽ trở lại. Được rồi, xin chào ông. Xin chào nha, bye bye. Anh chàng phiền phức rút cuộc ra chịu đi. Chị Liên à, xin lỗi nha, báo hại chị phải về trễ. Đâu có mắc mới gì tới chị, cũng tại anh chàng đó thôi. Nhưng mà nếu có một người bạn trai chờ tôi như vậy, tôi nghĩ là tôi cũng sẽ mềm lòng lắm đó. Sao ngộ vậy? Xuống dưới hả? Tôi phải chờ bạn. Cô ta đã bỏ đi rồi. Bên trong đâu còn ai chứ? Sao anh ở đây vậy? Tôi tưởng anh bỏ đi rồi. Tôi đã hứa chờ cô mà. Anh thiệt là có tánh nhẫn nại. Phải, tôi có tánh nhẫn nại. Người ta nói có lòng thành cái gì cũng xong mà. Chờ con gái nhất định phải có tánh nhẫn nại. Tôi nghĩ những người đang chờ thang máy ở dưới chắc là không có tánh nhẫn nại như anh đâu. Nếu như cô không muốn những người ở dưới chờ, lại không ngại đi chung thang máy với tôi. 10. Thật ra tôi đâu phải đáng ghét lắm hả? Sao cô có lánh mặt tôi hoài vậy? Chị ta đã có chuyển lời của anh với cổ cho tôi biết rồi. Tôi với anh không thể nào phát triển đâu. Tại sao? Cô cho tôi biết đi. Nếu mà có lý do chính đáng thì tôi sẽ tự động biến mất ngay. Nếu như không, tôi nhất định bám sát cô cho tới khi nào cô mềm lòng thôi. Ok, tôi cho anh biết. Mạng của tôi chứa bối sát vì ảnh hưởng mấy nghiệp duyên của kiếp trước. Không thể nào có tình duyên đâu. Tôi đã nghe rất nhiều diện cớ. Nhưng mà cái cớ này thật là mới mẻ đó. Tôi nói thiệt mà. Con trai nào cặp với tôi cũng không có kết quả tốt đâu. Tôi không muốn báo hại anh. Nếu như vậy gọi là báo hại tôi cũng chịu mà. Nè, anh đừng có làm ẩu nha. Anh xấu hận đó. Tôi bấm chuông thôi có được không? Bây giờ tin rồi chứ? Ở chung với tôi không có kết quả tốt đâu. Chỉ là tình cờ vậy thôi. Sự thật rằng ràng mình cũng không có sợ. Tôi làm việc không thích bỏ cuộc nữa chừng. Các người trong thang máy đừng có sợ nha. Tôi là quản lý nhân viên đây. Tôi sẽ kêu người tới sửa thang máy liền. Cô đừng sợ. Thang máy sẽ có người tới sửa mà. Cô nghỉ chút nha. Thật ra tôi không có thành kiến với anh đâu. Nhưng mà điều tôi nói là sự thật đó. Trời bắt tôi không thể có tình duyên. Từ nhỏ tới lớn tôi đều từ chối tất cả các hẹn hò của phái nam. Cho tới năm tôi 17 tuổi, có một người con trai không có ngừng đeo đuổi tôi. Rồi tôi chịu đi ăn cơm với ảnh. Ai có ngờ đâu, ngày hôm sau ảnh bị xe cán gãy giò. Tôi cũng mong cái đó không phải là sự thật. Nhưng mà có nhiều chuyện thì không thể không tin. Người đàn ông nào thích tôi cũng không có kết quả tốt đâu.
Cô thấy sao hả? Tôi bị bệnh mẫn cảm khí quản. Hễ không khí không có được lưu thông là tôi thấy khó thở. Như vậy có khá chút không? Đã đỡ nhiều rồi, anh nghỉ chút đi. Không sao đâu, quan trọng là cô đừng có bị gì. Anh cũng mệt rồi. Không sao mà. Anh đừng có xử tốt với tôi quá, tôi không có yên lòng đâu. Ê Mỹ, tôi biết cô có nỗi khổ tâm của cô. Tôi không muốn cô khó xử. Nhưng mà tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tôi không phải không cho anh cơ hội, nhưng mà anh nghe tôi nói đi, tôi không có gạt anh đâu. Bấy lâu nay tôi không có tin số mạng đâu. Tôi chỉ tin cảm giác của tôi. Lâu nay tôi chưa hề có thứ cảm giác đặc biệt này mà cô đã đưa cho tôi. Tôi biết nếu như tôi bỏ lỡ cơ hội này, tôi sẽ hối hận suốt đời. Nếu như tôi có thể ở chung với cô, cho dù tôi bị gì bất trắc, tôi cũng cam lòng tự nguyện mà. Tôi không có trách cô đâu. Mỹ à, đừng từ chối nha. Cho tôi một cơ hội đi. Ê Nghiệp, phòng má trên đó sửa xong rồi á, chờ thằng má xuống nha. Hai vị có sao không? Không sao, cảm ơn. Mình kiểm tra tiếp. Chắc là cô cũng đói bụng rồi. Hay là đi ăn cơm nha. Không cần sợ đâu, cái mặt tôi cứng lắm mà. Yên trí đi. Anh thì không sợ. Sợ đó. Sợ cô không chịu đi. Đi nha. Xin lỗi, chiếc xe của tôi đậu hơi xa, bắt cô phải đi bộ một chặng đó. Không sao, sẵn giờ rồi bị nhốt ở trong thang máy khá lâu, thả bộ một hồi cũng tốt chứ. Sao ngộ vậy? Tôi cũng đang nghĩ vậy đó. Cô sao không? Ý, cái thằng nhỏ này thiệt. Ê bạn à, lần sau luyện thì luyện ngay chút nha. Nếu không thì tôi báo cảnh sát bắt bạn đó. Xin lỗi nha, xin lỗi. Bỏ đi, chắc họ không có tình đâu. Được, lần sau tôi sẽ luyện cho ngay mà. Thiệt là cái tên lưu manh. Thấy chưa, tôi đã nói với anh rồi mà. Đi chung với tôi anh sẽ gặp nhiều chuyện xui. Ai nói là gặp số xui chứ? Gặp số hơi mới đúng. Cái chợ bông xém một chút trúng anh rồi. Anh còn nói là số hên. Vừa rồi tôi vừa đi vừa nghỉ, đi đâu mua bông cho cô. Ai về muốn gì được nấy. Bây giờ là tiết kiệm tiền mua bông. Cô thấy có đúng là số hên hay không? Tặng cho cô. Cảm ơn. Đi nha. Thật ra tôi nghĩ cái chuyện mai rủi, coi nhìn từ khía cạnh nào mà thôi. Cô thấy có đúng không? Anh cũng lạc quan lắm chứ. Tôi thấy mình làm người vui của một ngày, buồn của một ngày. Không nên hành hạ mình mà. Cô thấy có đúng không? Tại sao lại được mỹ mãn vậy chứ? Thì đẹp trai. Anh thì có sức quyến rũ. Anh nhất định cưới được cổ mà. Thiệt đó. Sao hồi báo mau vậy? Alo. Alo, Thi hả? Chú Hòa đây. Chuyện gì? Chà, uống lộn thuốc hay sao la lớn gì vậy? Nói đi. Bác sĩ điện thoại tới tư cảnh sát nói là cái thằng điên lần trước đó nhất định đòi gặp anh. Nếu mà anh rảnh thì đi gặp ổng đi, coi có đầu mối gì không. Được rồi, được rồi. Thôi chào nha, bye bye. Sếp Phi à, tình trạng của bệnh nhân càng lúc càng không ổn định. Bệnh nhân cứ kêu tên sếp hoài. Dạ mau qua đây. Nghe, đừng có la. Cảm ơn nha.
Nè, đừng có nói cái gì la nữa mà. Sếp Phi tới. Sếp Phi tới nè. Anh muốn nói gì thì nói đi. Anh đã hứa trắng án cho tôi. Đã bắt được hung thủ chưa? Trận lửa đó là tai nạn mà, Dũng không có hung thủ. Họ nói láo tôi. Báo chí nói láo mà thôi. Họ nói láo đó. Bình tĩnh. Họ nói láo đó mà. Bình tĩnh đi. Được được được. Làm sao kiếm được thím Tường? Bây giờ ông cho tôi biết đi. Mà bán nước trà đó, ông mới tới địa chỉ của đoàn kịch Đồng Lạc thì ông kiếm ra bả mà. Nhất định là kiếm ra thím Tường. Tôi tin sếp là người tốt, mới nhờ sếp giúp đỡ cho. Sếp đừng gạt tôi nha. Sếp đừng gạt tôi nha sếp. Ok 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 ok. Tôi hứa với ông. Hả? Hả? Thím Tường. Thím Tường của đoàn kịch Đồng Lạc. Bà ấy biết được chân tướng câu chuyện. Em gái tôi bị người ta hại chết. Nó bị người ta hại chết đó. Ngủ đi. Hả? Ngủ một hồi đi nha. Tôi đã có hỏi người ta rồi. Sau ngày kịch đoàn giải tán thì ở chỗ này bỏ trống đó. Cái này là gì vậy? Thì quy chương của kịch đoàn Đồng Lạc đó. Kịch đoàn đã dẹp mười mấy năm rồi, làm gì mà kiếm ra được thím Tượng? Anh thật là ngốc quá mà. Đã biết là cái thằng đó điên rồi mà vẫn tin lời của nó nữa. Nếu như mà rảnh rỗi đó, trở về nhà chơi game còn hơn. Thiệt là mất thì giờ. Ê, chú nói là chú quen biết ông nhạc sư già của đoàn kịch này mà. Kiếm cho tôi đi. Có thiệt không đó? Bác hai đó ở xa đầu cát đó nha. Nè nè, có phải là anh em không? Anh em là phải giúp đỡ nhau chứ. Rảnh rỗi đã. Tôi mặc kệ, coi là chú đã hứa rồi. Nè, chuyện của thằng cờ đó làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Rảnh rỗi đó thì đi cặp kè đi. Đừng có quấy rầy tôi nữa. Kiểm tra cho kỹ nha. Chuyện nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Chừng nào lấy được đây? Ngày mai, ngày mốt lấy đi. Ok, ngày mốt lấy hả? Cũng tại em thôi, nếu không anh đâu cần đem xe tới kiểm tra chứ. Hai ngày không dùng xe đó. Anh tin em đi, bước vào tháng này dễ bị tai nạn giao thông lắm, phải cẩn thận chút là hơn. Anh tin em rồi mà, phải không? Tiểu Di cho anh biết là bây giờ anh đang đói bụng đó. Em có đói không? Đói bụng thiệt hả? Thiệt. Vậy mình đang có chịu không? Chịu chứ. Đi đâu? Đi nha, đi. Ông chủ à, cô hai kìa. Chị Năm. Ông chủ chờ cô lâu lắm rồi, qua bển mau. Cảm ơn. Ba, sao khuya quá vậy còn chưa ngủ?
Ba à, ba không gì chứ? Con ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì? Trưa hôm nay ba thấy con dắt tay cặp với một người đàn ông. Tại sao con giấu ba cặp kè với người ta? Xin lỗi ba nha, con... Ba đã nói con nhiều lần rồi, vì số mạng của con trời bắt con không thể có tình duyên. Một con muốn xảy ra chuyện mới chịu thôi sao? Ba à, thật ra con không muốn đâu. Nhưng mà anh thiệt tốt với con lắm. Con biết con gạt ba là con có lỗi, nhưng mà con thiệt kiềm chế không nổi. Được, nếu như con thấy con có lỗi, từ nay trở đi bỏ người con trai đó. Ba à, con... Ba lặp lại một lần, rồi bỏ người con trai đó đi. Ba nghe con nói đi. Con đừng nói thêm. Con mà không vâng lời ba, từ nay đừng kêu ba là ba nữa. Ai Mỹ à, ba không có muốn đăng lời với con. Ba à, thật ra con không phải không muốn nghe lời của ba, nhưng mà con thiệt thấy cô đơn. Từ nhỏ tới lớn thì có nhiều con trai đeo đuổi con, nhưng mà con lại phải giả đò cao ngạo để mà đuổi hết họ đi. Cho dù là con yêu thích cũng không thể để cho họ biết. Ba có biết người bên ngoài đồn nhiều về con hay không? Cảm giác này thiệt là khó chịu lắm đó. Ba hiểu được tâm trạng của con, nhưng mà người không thể đấu với số mạng đâu con. Ba làm vậy là nghĩ tốt cho con thôi. Tuy là từ nhỏ con ở cục bảo lương, ba đã thâu nuôi con để lúc con không lớn lên người, nhưng mà ba coi con như là đứa con gái ruột. Con biết mà. Ba, con biết lâu nay ba thương con lắm, nhưng mà con cũng là con người, cái việc cảm tình thiệt là khó đè nén lắm. Ai Mỹ à, ba biết con đã lớn lắm rồi, con có cái nhìn, cái nghĩ riêng của con. Nhưng mà ba không hề coi sai thuật số và mệnh lý. Nếu con không rời khỏi người con trai đó, hai đứa nhất định là xảy ra chuyện. Anh đã nói chiếc xe không có sao mà, tại sao bắt đi kiểm tra chứ? Anh lái xe lâu rồi, cầm tay lái là biết xe có sao hay không. Chuyện gì hả? Lên xe mấy lâu sao không nói vậy? Không khỏe à? Anh Phi à? Hử? Hay là mình thôi đi nha. Tại sao? Bà đã biết được chuyện của em và anh rồi, mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Hai đứa mình đều đối phương nhiệt tình mà, tại sao không thể tiếp tục chứ? Anh thấy nếu vì mê tính gì đoan mà bắt mình phải phân ra, anh thấy thì không có đáng đâu. Anh Phi à, thế gian này thì có số mạng mà, mình không thể đấu lại với trời đâu. Thật ra anh không tin gì hết, anh chỉ tin là anh thích em thôi. À, anh Phi cẩn thận. Em cẩn thận nha, chiếc xe mất thăng bằng rồi. Coi chừng nha. Coi chừng đó, cẩn thận, cẩn thận. Coi chừng, cẩn thận. Đừng. Sao rồi? Trận lửa thì khủng khiếp quá. Chị không sao chứ? Em nằm mơ mà thôi. Không phải đâu, như là thiệt đó. Như là thiệt đã xảy ra. Chị đừng suy nghĩ nữa, tôi gọi bác sĩ cho chị nha. Ai Mỹ, em đừng có sợ, đã hết chuyện rồi. Chào bác. Chào bác.
Xin lỗi bác, cháu không có khát nước. Tôi muốn cậu uống ly nước lạnh để bình tĩnh lại. Này cậu à, cậu làm ơn bỏ Ái Mỹ đi. Cháu biết bác thiệt không thích cháu ở chung với con gái của bác, nhưng cháu thiệt yêu Ái Mỹ, không ai có thể chia rẽ tụi cháu đâu. Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý thù địch với cậu. Trái lại, tôi còn muốn giúp cho cậu nữa. Tại vì cậu không rời bỏ Ái Mỹ, nhất định cậu sẽ bị tai kiếp. Xin lỗi bác, cháu không tin cái chuyện mình lý đâu. Cậu tin cũng được không cũng mặc, nhưng không ai có thể chống chọi với mình lý. Nếu như thiệt có số mạng, cuộc đời cháu từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ làm chuyện bậy, sao lại trừng phạt cháu chứ? Hơn nữa cháu thiệt thích Ái Mỹ mà, không ai chia rẽ tụi cháu đâu. Cậu không có hiểu đâu, chuyện này liên can tới chuyện kiếp trước của hai đứa. Cậu đừng có cứng cổ, chiếc xe bị hư thối hôm nay là một sự chứng minh. Đó chỉ là tai nạn thôi, biết đâu ông thợ máy chưa kiểm tra kỹ xe của cháu. Không phải là tai nạn mà là tai kiếp, cậu nghe tôi nói đi. Nếu như cậu không rời xa Ái Mỹ, sớm muộn cậu sẽ hối hận. Bác không cần nói thêm, cháu với Ái Mỹ thật lòng mà. Cho dù ông trời nói là ngày mai cháu bị bỏ mạng, cháu cũng không có ngại đâu. Xin lỗi bác nha, cháu biết cháu nói như vậy là bác sẽ buồn lắm, nhưng cháu cho bác biết cháu sẽ không rời xa Ái Mỹ. Xin chào. Đừng nhớ. Đừng. Đừng mà. Đừng. Sao hả? Nam nhà thương mấy bữa có thấy khỏe không? Anh Phi à, xảy ra bao nhiêu chuyện, không lẽ anh không sợ sao? Sợ? Có gì mà sợ? Không lẽ em không biết tính của anh sao? Anh không bỏ cuộc đâu. Trừ khi là em không muốn ở chung với anh nữa. Đừng gì mà, vô chút nha. Anh Phi à, đưa em đi kiếm chỗ này nhờ. Được, chỗ nào? Thật ra em cũng không rõ lắm đâu, chỉ là có chút ấn tượng thôi. Ừ, đã tới một lần thời nhỏ hả? Đã gặp được trong giấc mơ. Cái chỗ nằm mơ làm sao mà kiếm chứ? Có thể không phải là giấc mộng đâu, là ký ức kiếp trước của em. Chỗ này em nhất định có đi qua mà. Đây là chuyện kiếp trước. Anh nghe em nói đi, từ nhỏ em ở viện mồ côi đã có giấc mơ này rồi. Sau đó em được ba của em thâu nuôi em. Ông nói là mình không thể ở chung với nhau, cũng vì nghiệp chướng của kiếp trước. Nếu như mình biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, không chừng sẽ lánh né được tai kiếp này. Trên vách tường của chỗ đó có dấu hiệu này đi nè. Anh Phi, là chỗ này đó. Lúc xưa em nhất định đã tới chỗ này. Em bình tĩnh lại đi. Không phải, anh tin em đi, em đã tới chỗ này. Em thiệt đã tới chỗ này. Ái Mỹ à, cái người trong mộng cầm cái dao này giết em. Anh nói có một thằng cờ biểu anh tới kiếm thím tượng mà. Đưa em đi gặp hắn đi. Đưa em đi gặp hắn đi nha. Sao ngài sếp bỏ đi á? Hắn đã không cần cái tên của sếp, còn về tinh thần càng lúc không được ổn định. Tôi nghĩ là xác suất phục hồi thấp lắm. Tôi có thể gặp hắn không bác sĩ? Được mà. Đem lại, đem ra lại đi, đem ra lại đi, đừng cho nó dùng nữa. Anh đi đi, anh đi đi. Ông biểu tôi tới đây đó. Đi đi. Tôi tới giúp ông mà. Tôi tới đây đi giúp ông.
Đi đi. Con tôi không tin anh đâu. Anh là người xấu mà. Đi đi. Đi đi. Buông ra đi. Buông ra đi ha. Buông ra. Nè anh bình tĩnh lên đi. Đi đi. Kêu anh lại. Em hả? Rốt cuộc hôm nay chịu tới à? Em à, anh có lỗi với em. Anh đã không kiếm được một mã tốt để mà chôn em. Anh không có tiền, cho nên đã chôn em ở mồ mã công. Vậy là ở đâu? Anh đã quên rồi sao? VT 1 6 7 8. Ai Mỹ à, em đừng có kiếm nữa mà. Cái thằng khờ nó bậy bạ thôi. Em tin lời hắn hay sao? Là thiệt hay giả kiếm ra sẽ biết mà. Anh Phi. Anh Phi, cẩn thận nha. Cẩn thận. Tại sao lại là em? Tại sao lại là em? Tại sao lại là anh? Tại sao chứ? Ai Mỹ à, xảy ra chuyện gì chứ? Điện thoại em lại không nghe, kiếm em lại đánh mặt. Có phải vì bao của em không? Anh có biết không? Em mơ thấy kiếp trước em đã bị anh giết đó. Ê Mỹ, em nói gì đây? Sao anh lại hại em chứ? Thật mà, kiếp trước anh đã dùng dao đâm chết em là anh. Em đừng có mê tín mà, chẳng qua em suy nghĩ nhiều quá cho nên ban đêm mới nằm mơ thấy đó. Anh không tin thì thôi. Ê Mỹ à, em mới nghe anh nói đi mà. Anh đừng có kêu em nữa, anh hãy tha cho em đi. Tại sao anh hại em chứ? Chẳng qua là tác dụng tâm lý mà thôi. Ê Mỹ à, Anh đi đi. Em nghe anh nói có được không? Anh không cần nói thêm, anh cho em bình tĩnh lại có được không? Suy nghĩ làm gì cho nhiều, xả rác cùng nhà hết rồi. Nè uống cho chết đi. Thì kệ mày. Tao chơi game nữa. Tôi mời anh tới để khuyên can tôi. Trò chuyện với tôi chút có được không? Anh nói gì? Bây giờ anh không phải là gây gỗ với bạn gái hay là xích mích gì. Nếu như phải, tôi có thể dạy cho anh. Một là bỏ cổ, hay là đi nói xin lỗi với cổ đi. Nhưng bây giờ là chuyện kiếp trước mà. Tôi đâu có biết cái gì. Anh biết tôi nói gì đây? Kiếp trước. Nói tóm lại một câu, chỉ là tội nghiệp cho hai người mà thôi. Điện thoại kia. Đã biết người ta chơi game mà. Điện thoại cũng không nghe nữa. Alo, ai đó? Tôi là chú Hòa đây, có chuyện gì nói với tôi được rồi.
Ái Mỹ đó. Tại sao cúp gì vậy? Lần này mắc bẫy chưa? Thằng dân của Bộ Giao thông điện thoại tới, nói là bản báo cáo của chiếc xe anh đã có rồi. Thì ra cái thánh xe của anh đã bị người ta phá hư. Ê Huy, giúp tay coi. Không mong mất tôi đâu. Người ta đưa tôi 20 ngàn, nếu tôi làm hư thắng xe anh để hù anh đó. Nào, nói đi. Tôi chỉ biết mặt người đưa tiền cho tôi. Người đó tên là anh Giang. Thì không biết tại sao ông cho người ta phá xe của tôi. Thì đơn giản thôi. Ông muốn lợi dụng việc này để mà hù anh, để anh tưởng có tay kiếp thiệt, rồi chịu bỏ con gái của ông. Nói như vậy là những chuyện mà kiếp trước kiếp này của hắn nói hẳn không đúng sự thật phải không? Có thể là vậy. Sếp Phi, sếp Hòa. Ơi, kiếm sếp thì cực quá đi. Sao đây? Sếp nói là muốn kiếm sắp hồ sơ của đoàn kịch Đồng Lạc bị cháy mà. Phải. Sáng nay tôi dọn đồ ở văn phòng mới, thấy có sắp tài liệu này. Sếp coi có manh mối gì không? Được được được. Cảm ơn nhiều nha. Chú Hòa, đến bệ máy chưa? Sắp sửa rồi. Nè, ngồi xuống uống ly trà đi. Ơi, bận rộn lắm. Cảm ơn nha. Nè, đến cho bệ máy đi. Ơi, cảm ơn nha. Nè, có đầu mối gì vậy? Ê, người này sao giống anh quá vậy? Không lẽ có kiếp trước thật? Thì ra kiếp trước của anh là kép hát Du Chấn Thành, và kiếp trước của Ái Mỹ là đào hát Lục Diễm Phường. Thằng khờ đó là anh hai của Ái Mỹ, Lục Chí Dài. Như vậy người này là ai? Không lẽ kiếp trước của tôi thì đã hại Ái Mỹ? Nhưng mà tôi thật sự đã quên hết rồi. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Bạn báo cáo nói là họ chết trong một tai nạn, nhưng mà Ái Mỹ nói là anh hại chết cổ. Tiếc là cái thằng khờ đó đã chết rồi, không có hỏi được gì hết. Anh nói là đi kiếm ông nhạc sư già đó cho tôi mà. Đã sao rồi? Đã nói danh rồi. Nhạc sư già đó đã trở về quê dưỡng lão, nghe nói là sẽ không có trở ra đây nữa. Nghĩ cách giùm tôi nha, kiếm địa chỉ quê của ông đi. Để tôi ráng coi, nhưng mà không biết có được hay không. Nếu như mà cái tên Lục Kiếm Đường chưa có chết, kiếm hắn có phải dễ dàng không? Nè, anh đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Tội giam chứng. Cái mặt phổ này là tài liệu anh đưa cho tôi, nghĩa là cái mặt quá trang của Lục Kiếm Đường chúng tôi đã vẽ ra theo thứ lệ giống y như đúc. Một tấm khác là một tấm hình mà tôi rút ra trong một cuốn sách biên soạn của Tần Bảo Giang. Khi chúng tôi ráp cái mặt phổ và tấm hình đó lại thì biến thành cái tướng như vậy. Sophia, đây là tấm hình của Lục Kiếm Đường đã quá trang. Đây là cái mặt của Tần Bảo Giang đã quá trang trong máy điện não. Hai tấm hình này thì giống nhau lắm. Theo phân tích của máy vi tính, tài liệu của hai người này giống nhau, cho nên chúng tôi khẳng định hai người này chỉ là một thôi. Thì là xin lỗi nha, vì thời gian của chương trình đã dài ra, còn thời gian phát ra thì gấp gáp như vậy, quay ngày quay đêm thì là cực cư sĩ quá. Không sao đâu, chương trình này nhiều người coi mà, vất vả một chút cũng đáng. Phiền ông quá.
Bác Giang à, xin lỗi bác nha, cháu muốn quay đầy bác một hồi. Biết kiếm tới đây cậu cũng tài thiệt. Cư sĩ à, tôi lên trước nha, xin chào. Chào. Có chuyện gì? Tôi không được rảnh. Cháu biết bác không phải họ Tần, mà bác họ Lục, Lục Kiếm Đường. Sau khi phân tích máy vi tính của tổ giám chứng, bác và Lục Kiếm Đường là một. Bằng chứng đây. Cháu không biết tại sao bác giấu giếm cháu và Ái Mỹ. Có động cơ gì không? Tôi đổi tên là chuyện của tôi. Hồng Kông có luật lệ không cho người ta đổi tên hay sao? Cậu làm ơn về trường học thêm luật vài năm đi. Bác cho người phá xe của cháu là phạm pháp. Cháu có thể khởi tố bác bất cứ lúc nào. Cậu có chuyện gì không cần nói với tôi, nói với luật sư của tôi đi. Tại sao bác chỉ để cháu và Ái Mỹ chứ? Ê, đây là kẻ của luật sư chúng tôi, có gì thì gọi. Kiếp trước của con với ba và anh hai là ba anh em. Con là đạo hát của kịch đoàn, còn ba là võ sanh. Anh giai không có hứng thú diễn xuất cho nên làm tạp dịch. Cha mẹ của mình đã qua đời rất sớm, cho nên ba anh em từ nhỏ đã sống đùm bọc lẫn nhau. Sinh hoạt tuy là hơi khốn khổ, nhưng mà sống vui vẻ lắm. Cho đến khi Du Chấn Thanh, nghĩa là kiếp trước của cậu Phi, gia nhập vào kịch đoàn, cảm tình của nhà mình đã có biến hóa. Tại sao vậy? Con người này bẩm tánh phong lưu, là khéo ăn nói, nên vào kịch đoàn chưa lâu đã có ý dòm ngó tới con. Ban đầu thì con không hiểu biết nên đã bị hắn qua mặt, không chịu nghe lời của hai người anh và cứ gây gổ với chúng tôi. Sau đó khi con biết hắn đã có vợ nên muốn rời bỏ hắn. Ai dè hắn không chịu, muốn bám sát con. Rốt cuộc có lần hắn uống say rượu và phóng hỏa đốt cánh hát, con và hắn đều bị chết trong trận lửa. Nhưng mà tại sao báo chí và cảnh sát đều nói chỉ là một tai nạn? Tuy là ba biết được chân tướng, nhưng ba không muốn chuyện xấu này đem đồng khắp thiên hạ biết được. Sau đó anh già thấy cánh hát bị cháy, nghĩ là bản thân thất chức, chịu không nổi đả kích này cho nên bị điên bị khùng, và ba đã không có tin tức của nó cho tới khi gần đây mới biết nó chết thôi. Nhưng tại sao lại kiếm được con ở trong cô nhi viện? Sau lần thăm kịch trước, ba đã nảy sinh tánh tò mò về số mạng, đã nghiên cứu không ngừng, sau đó đã đổi nghề đi bói đoán bệnh lý cho người ta. Có một ngày, ba có một người bạn làm việc ở cô nhi viện nói với ba, nói là có một em nhỏ thường hay nằm mơ và mơ thấy nhiều chuyện lạ. Lúc đó ba đang nghiên cứu sách ba đời, cho nên đã cảm thấy hứng thú và đến tìm con. Rồi ba nhận ra là con? Tuy là ngay ánh mắt đầu tiên, ba đã cảm thấy là cái tướng của con hồi nhỏ giống như là tướng em gái mình lúc nhỏ vậy, nhưng mà ba không có dám khẳng định. Sau đó nghe con kể chuyện trong giấc mơ và quan sát theo nhiều khía cạnh, ba mới khẳng định con là em gái của ba. Và ba đã quyết định thâu dưỡng con để cho con lớn lên và ở chung với con. Vậy tại sao ba không nói với con? Ba vất vả lắm mới khiến con không còn bị ác mộng, cũng vì muốn con quên đi ký ức của kiếp trước. Tại vì ba không muốn thảm kịch lại nảy sinh. Cho nên từ nhỏ tới lớn ba nói với con là con không thể cập kè với bạn trai. Ba biết ơn kiếp trước sẽ thành quả của kiếp này, cho nên ba mong là có thể tránh được tai kiếp này. Nhưng mà kiếp này của Dư Chấn Thanh lại bám sát con. Nếu như ba không ra tay ngăn cản thì chuyện cũ sẽ tái diễn. Vậy làm sao? Kiếp trước con bị chết vào năm 25 tuổi. Nếu như trước ngày sinh nhật 25 tuổi mà con không gặp thằng Phi thì con sẽ thoát được tai kiếp này. 6 tay là sinh nhật con, nghĩa là còn 3 ngày thôi. Con phải nhớ, 3 ngày rất là quan trọng. Con phải cương quyết trong thời gian này, con nhất định không gặp bạn đó. Qua ngày sinh nhật thì quán nghiệp sẽ được hóa giải, và nó sẽ không tới bám sát con nữa. Đây là điện thoại thâu âm. Bây giờ tôi bận việc đi vắng. Sau khi nghe tín hiệu, mời bạn nhắc lại tên họ và có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với bạn sau. Nếu như là cậu Phi thì không cần điện thoại tới, tại vì Ái Mỹ không gặp cậu nữa đâu.
Kim ai? Dạ, cháu muốn kiếm mấy Mỹ. Lại là cậu hả? Cậu hãy đi ngay đi, nếu không thì sẽ báo cảnh sát đó. Bà. Thầy kệ nó, đi ngủ đi. Bà, nếu như anh không chịu bỏ đi thì sao? Yên trí đi, bà biết đối phó mà. Vô phòng ngủ đi. Ai Mỹ? Anh tới làm gì? Em không muốn gặp mặt anh nữa. Anh tới kiếm em đó Ai Mỹ à? Em không muốn gặp mặt anh nữa mà anh đi đi. Ai Mỹ, em nghe anh nói đi. Chuyện kiếp trước anh không muốn biết và cũng không muốn liếm xỉa tới. Nhưng mà tại sao anh lại hại em chứ hả? Anh yêu em mà, tin anh đi. Em không muốn nghe anh, đừng có tới quấy rầy em nữa mà. Ai Mỹ à? Ba à? Ai Mỹ nghe nói nè. Anh tới đây làm gì? Ai Mỹ nghe giải thích đi. Không cần giải thích, cậu đi ngay cho tôi. Ai Mỹ à? Ai Mỹ, còn Ai Mỹ à, nghe nói đi mà. Ai Mỹ, tránh ra. Anh tránh ra. Bà sao hả? Bà không sao. Anh đi đi. Ai Mỹ, anh không muốn như vậy đâu. Anh không cần nói thêm, anh đi đi. Anh nghe đây, từ nay tôi đoạn tuyệt với anh. Ai Mỹ à, anh không đi tôi sẽ báo cảnh sát. Anh đi đi, em xin anh mà, anh hãy đi đi. Đừng khóc, hết chuyện rồi. Phi à, có ai trong nhà không vậy? Phi! Phi à, có nghe không vậy? Phi! Mở cửa đi! Phi à! Đại ca à, sao mà lâu quá vậy? Chà, chuyện gì đây? Tối hù như vậy mà không có bật đèn lên. Thiệt tình. Tôi vì anh gì từ xà khẩu vậy đó. Vừa về là điện thoại cho anh ngay. Tại sao không nghe điện thoại vậy? Tôi đã kiếm được nhạc sư già đó rồi. Ông cho tôi địa chỉ của thím Tường nè. Xin hỏi đại sư, chỗ này có thím Tường hay không? Xin hỏi Kim Bả có chuyện gì? Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi kiếm Bả đến hỏi về chuyện gánh hát bị cháy hồi 20 năm về trước. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chuyện phải tới, trước sau gì cũng tới, không ai cản nổi. Rốt cuộc đã có cơ hội chuộc tội rồi. Đại sư à, vậy bây giờ Thím Tường ở đâu? Cái tên Thím Tường đã không còn ở trên thế gian này nữa. Nó về bà chết rồi sao? Mọi việc trên đời đều trống không, không có gì là sống, cũng không có gì là chết. Đại sư, chúng tôi không phải tới nghe kinh Phật, chúng tôi tới hỏi chuyện mà thôi. Làm ơn nói cho rõ ràng đi. Làm ơn hãy nói cho rõ ràng đi hả? Hai ông muốn biết cái gì thì cứ hỏi đi. Có lẽ là tôi sẽ giải quyết được nghi nan trong lòng của hai người. Nói gì đại sư là Thiểm Tường hả? Thiểm Tường đã không còn ở trên thế gian này nữa. Nhưng mà trước khi tôi xuất gia đã có người kêu tôi như vậy. Vậy nghĩa là có chuyện này rồi. Phi à, giao cho anh, tôi chơi game. Một tập không có gánh hát đồng lạc xưa kia là ông Lục Chí Dài. Ông biểu tôi tới đây kiếm bà. Ông nói bà sẽ biết được chân tướng câu chuyện. Hai người Dư Chấn Thanh và Lục Diễm Phương có quan hệ gì không? Họ một người là đào hát, một người là kép hát, là một cặp tình nhân. Cảm tình của họ rất là tốt. Vậy tại sao Chấn Thanh lại hại chết Lục Diễm Phương hả? Hắn vốn không có hại chết Lục Diễm Phương. Vậy thì tại sao họ bị thiêu chết? Anh của Lục Diễm Phương là Lục Kiếm Đường, lâu nay phản đối họ cặp với nhau. Có một đêm họ đã xung đột với nhau dữ dội, khiến cho gánh hát bị cháy. Lục Diễm Phương vì muốn cứu Dư Chấn Thanh nên bị ngất xỉu, cho nên bị thiêu chết. Vậy tại sao cảnh sát nói chuyện này là tai nạn? Lúc đó Lục Kiếm Đường cho tôi một số tiền để trả nợ cờ bạc, kêu tôi giấu giếm chuyện này. Nhưng mà bấy nhiêu năm nay tôi đã bị lương tâm của tôi cắn rứt, cho tới sau khi quy y cửa Phật vẫn không thể giải đi nghiệp chướng ở trong lòng. Tại sao Lục Chấn Đường không cho con em tới lui với Dư Chấn Thành? Tại vì hắn thích Lục Diễm Phương. Không thể nào đâu, họ là anh em mà. Lục Kiếm Đường đáng lẽ họ Tần, vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ cho nên được cha mẹ của Lục Diễm Phương thâu nuôi. Tuy họ là anh em nhưng mà không có quan hệ gì về huyết thống. Thí chủ, tất cả các chuyện đã có trời an bài, cần chi phải chấp nhất quá. Đại sư, nếu như một nam nữ kiếp trước có duyên mà không có phận, kiếp này có thể nói là duyên xưa không? Nếu là có duyên nhất định có thể gặp lại, nhưng mà chưa chắc là kiếp này, không chừng là kiếp sau hay là kiếp sau nữa. Thí chủ, tất cả các việc vì duyên mà nảy sanh, nếu như có người cố tình ngăn cản thì sẽ ảnh hưởng tới quả báo. Nói vậy có nghĩa là nếu như có người cố tình ngăn cản Dư Chấn Thanh và Lục Diễm Phương thì kiếp này họ cũng chưa chắc nói là duyên xưa. Trước ngày sinh nhật của tuổi chết Lục Diễm Phương, nếu như cổ có quan hệ vợ chồng với người đàn ông khác thì tình duyên này kiếp sau mới có thể tiếp tục. Nhưng mà quan hệ sẽ càng phức tạp hơn và càng dây dưa lằng nhằng. Thí chủ, cậu hãy nhớ kỹ Lục Diễm Phương chết năm 25 tuổi. Ai Mỹ sinh ngày 6 tháng 6 năm 68, 24 tuổi, nghĩa là ngày mai. Được rồi, thôi chào nha. Ai Mỹ đâu? Có chuyện gì vậy? Mấy cô Ai Mỹ đâu? Anh nợ anh bình tĩnh lại đi. Ok, bây giờ cổ đâu rồi? Bây giờ chị đang nghỉ phép. Tôi có chuyện quan trọng phải kiếm cổ, cô làm ơn cho biết cổ đi đâu đi. Đáng lẽ là chị mừng sinh nhật chung với cả đám chúng tôi, nhưng mà sau đó chị lại gọi điện thoại tới để cùng bắt Giang tới villa đi mừng sinh nhật. Có biết villa đó đâu không? Tôi không biết. Tặng cho con đó, sinh nhật vui vẻ. Có thích không? Hôm nay là sinh nhật của con, phải vui vẻ một chút chứ. Ba biết trong lòng con khó chịu lắm, nhưng mà con đừng lo, sau đêm nay là vĩnh viễn con sẽ bên cạnh ba. Ba, con mệt quá, con muốn lên phòng nghỉ một chút. Được mà, nhớ đi tắm nước nóng sẽ ngủ ngon hơn. Đợi một chút ba sẽ tới chúc mừng con. Nè Phi à, chúng tôi điều tra villa của Tần Bảo Giang ở gần khu Mỹ Hòa của Sa Điền đó. Cảm ơn nhiều. Có cần tôi giúp anh một tay không? Được rồi, tôi đi mình được rồi.
Diễm Phương, ngồi dậy đi, xong rồi. Ê, đừng giỡn chơi mà. Chuyện gì? Muốn giết anh sao? Lần nào cũng là anh giết em hết. Để em giết anh một lần có được không? Em dễ thương như vậy, đâu có nỡ ra tay giết người chứ. Chuyện gì đây? Em lo là anh ba sớm muộn sẽ chia cách hai đứa mình đó. Anh nói rõ ràng với anh. Đừng nha, anh đã giận anh lắm rồi, đừng có đi gây với anh. Chuyện này sớm muộn cũng phải rõ ràng thôi. Để đi kiếm ảnh. Trấn Thành, Trấn Thành à, đừng có đi mà. Thưa ông, chuyện gì? Tôi đi xe đi. Tôi kiếm họ Tần có phải ở đây không? Không phải là bên này đâu, ông ở số 28. Cảm ơn. Anh Giai à, đi làm việc đi, sao mà uống rượu nhiều quá vậy? Ơi, thiệt là uống nhiều không có lợi đâu. Được rồi, đừng có lo mà. Hey. Anh đi ngay cho tôi không muốn ai gặp Diễm Phương nữa. Anh Đường à, anh bình tĩnh nghe tôi nói đi. Tôi đây thật là muốn Diễm Phương đó mà. Anh không thể yêu Diễm Phương được, nó thuộc về tôi, không ai có thể giật nó đi. Anh Đường à, lâu nay Diễm Phương của anh như là anh hai của cổ, cổ tôn trọng anh lắm. Tôi với cổ thật là với nhau đó anh Đường à. Tầm bậy, cổ thích tôi mà, không tin hỏi cổ đi. Chính vì cái thằng bất danh này, tao đánh chết mày. Ai Mỹ, con không sao chứ? Hôm nay là sinh nhật của con, các bác sinh nhật đi. Ba cho con biết kiếp trước của con tại sao bị chết. Đừng phá hoại vào không khí. Nè, thổi đèn cây đi. Bà nói láo, bà đánh em phiền ngất xỉu, bà hại chết tụi con. Đừng suy nghĩ nhiều, con nguyện trước nha. Bà đã hại chết tụi con, con không có tin bà đâu, con phải đi kiếm anh Phi. Con hiểu lầm rồi. Sao bà lại hại con? Lần đó chỉ là tai nạn thôi, lần này bà thiệt là hối hận. Không phải, bà gạ con thôi. Diễm Phương, sao anh lại hại em? Lúc xưa anh đối xử với em ra sao em biết mà. Tất cả những gì anh làm cũng vì yêu em mà thôi. Diễm Phương, tha cho tôi đi, ông tha cho tôi đi. Diễm Phương, Diễm Phương, em Mỹ à, nghe nói đi. Diễm Phương, Diễm Phương, anh không hại em à? Nghe nói, Diễm Phương, nghe nói nè. Diễm Phương, nghe nói anh không hại em à? Em Mỹ à? Diễm Phương, nghe nói. Ai Mỹ? Ai Mỹ? Diễm Phương, Diễm Phương, nghe nói đi. Ai Mỹ à?
Anh Phi! Phi! Anh Phi à, cẩn thận nha! Anh Phi! Anh Phi! Ê Mỹ, đừng nha, đừng. Anh Phi, các ngươi là người, ta là hoàng đế, ta có thể tạo ra số mạng, cũng có thể thay đổi số mạng của các ngươi. Ông điên rồi hả? Thế số mạng không tốt à? Cho tôi biết đi. Tôi không những có thể thay đổi số mạng kiếp này của ngươi, còn có thể đổi số mạng của kiếp sau cho ngươi nữa. Kiếp sau đó, kiếp sau ta là hoàng đế, kiếp sau ta là hoàng đế mà. Ta là hoàng đế. Sun, 在这赤裸的晚上。